bỏ lên mình căng coi được nhiêu ký các bạn. Cái rổ này toàn lạng đi, rồi trừ cái lạng ra. Ồ, con cá này 1 ký lô mốt các bạn. Cái lô mốt mình trừ cái rổ này được nhiêu không? Cái lô mốt các bạn, đổ con cá ra đây kìa, trừ cái rổ, cái lô mốt con. Chặn ký mốt đúng rồi, từ cái rổ này ra này các bạn là nó còn 1 ký ký giác, chưa ký ký 50 khiếp. Rồi bỏ cho thằng ba ký chắc, thằng ba ký, thằng ba ký. Lúc nữa mình về mình lấy cái ghế theo mình ngồi nữa các bạn, cái ghế theo ngồi nữa. Thank you.
quay hả? Nước chảy ghê vậy. Ở đâu hả? Dạ con đi vòng coi. Bữa mà coi gì vậy? Nãy con coi biết tới đâu không? Chưa tới đó nữa. Mới còn thấy bánh xe kia rồi, còn thấy giờ tới vậy. Nghe cái cầu. Mưa mà đi coi. Con đi vòng coi chứ nhà chán. Nghe chẳng. Trời mưa bệnh đó đi, về đi bệnh đó. Con cho quà. Nhảy dưới thử coi bi coi sao. Anh cho bệnh hả? Chết kìa quái. Chết. Đi nấu mà để đi khác chỉnh đi. Câu cao thủ đi dòm tình hình ghê thì chết nè các quý vị. Cao thủ nhí đi thôi, ậu biết bơi không? Biết bơi, có gì không? Đi thôi, mưa gió, đi ra dầm bão mưa bị. Lúc nữa thì hết mưa ra coi. Đi trang dầm lên kia coi. Đúng không? Máy bay lại xuôi quá. Cái này cái đó ăn dính rồi. Xuôi quá. Ừ, lại xuôi quá. Cái này dính rồi đó. Phao đỏ không? Dạ. Của tao á, đậu ngựa. Sớm tao bị mất. Cảm ơn nhau. Hôm nay câu mắt đứa bông cho phao rồi. Ngóc nó chỉ lụm cái phao thôi các bạn.
cho vậy coi, không có đem cần theo. Con còn nhớ các bạn, nãy giờ mới dính được con lớn. Hai con luôn không? Chiều quá mọi người, rồi, rồi. Giờ đón con mình vô câu tiếp.